Như suy nghĩ của em về ý kiến, đời người là cuộc hành trình vượt qua những thử thách. Bài làm: trong cuộc sống, chúng ta sẽ không tránh khỏi những lúc khó khăn và vấp ngã. Chúng ta cần bước qua những khó khăn ấy và đi tiếp trên con đường của mình, bởi lẽ đời người vốn dĩ là một cuộc hành trình vượt qua thử thách. Trong cuộc đời, mỗi con người ai cũng sẽ phải trải qua những khó khăn, gian khổ để trưởng thành và khôn lớn. Câu nói khuyên chúng ta hãy lạc quan, mạnh mẽ bước qua những thử thách đó để đến với thành công, đến với quả ngọt. Sự cố gắng luôn được đền đáp xứng đáng. Người có tinh thần vượt khó khăn, thử thách là những người luôn cố gắng vươn lên trong công việc và cuộc sống, gặp khó khăn không chùn bước, vấp ngã biết đứng dậy và đi tiếp, không bỏ cuộc. Họ luôn kiên trì với mục tiêu và ước mơ mà bản thân mình đã đề ra. Khi chúng ta vượt qua thử thách, ta sẽ đến thành công, sẽ đạt được mục tiêu, đạt được những gì ta mong muốn. Bên cạnh đó, người vượt qua được những khó khăn thử thách sẽ rèn luyện được cho bản thân những đức tính tốt đẹp khác và được mọi người tôn trọng cũng như học tập theo. Tuy nhiên, chắc hẳn chúng ta ai cũng biết, trong cuộc sống vẫn còn nhiều người mới gặp khó khăn thử thách đã vội nản chí, không biết cố gắng vươn lên trong cuộc sống của mình. Những người này sẽ khó có được thành công trong cuộc sống và sớm bị xã hội đào thải. Đứng trước những thử thách, mỗi con người được lựa chọn cho mình một tinh thần để vượt qua. Hãy luôn giữ lấy sự lạc quan, niềm hy vọng và bản lĩnh của mình để hướng về phía trước. Không một ai là hoàn hảo, nhưng khi ta biết cố gắng hoàn thiện bản thân và vươn lên phía trước, chúng ta sẽ đạt được những thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra.